Hôm nay các bé sẽ cùng học bài hoa quả nhé. Xem hôm nay chúng ta có những hoa quả gì nào. Quả chuối, quả dứa, quả chanh, quả táo, quả nho, quả cam, quả dâu tây, quả dưa hấu, quả vải, quả xoài, quả bơ, quả chôm chôm, quả măng cụt, quả chanh leo, quả đu đủ, quả mơ, quả na, quả mít, quả thanh long, quả mận, quả roi, quả sầu riêng, quả sấu, quả quất, quả quýt,